Ở một diễn biến khác, thưa quý vị, tối ngày 11 tháng 8 đã diễn ra trận tranh hạng 3 của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup ống nhựa Hoa Sen 2018 giữa hai câu lạc bộ Tứ Xuyên Trung Quốc và An Tây của Kazakhstan, và sau đây là những diễn biến đáng chú ý nhất. Trong xét đấu đầu tiên, với những tình huống đánh bóng tầm cao cùng khả năng tận dụng tốt những cú phát bóng, câu lạc bộ Tứ Xuyên Trung Quốc đã là đội giành chiến thắng với tỷ số 25-18. Ở xét đấu tiếp theo, hai đội liên tục giằng co nhau từng điểm một, và câu lạc bộ An Tây đã là đội bóng tận dụng tốt hơn cơ hội ghi điểm ở những tình huống quyết định. Kết thúc xét đấu với tỷ số 25-23, đội bóng đến từ Kazakhstan cân bằng tỷ số 1-1. Xét 3 và 4 tiếp tục chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số kịch tính của câu lạc bộ Tứ Xuyên và câu lạc bộ An Tây. Chiến thắng trong các xét đấu này lần lượt chia đều cho hai đội. Bước vào xét 5 quyết định, hai đội chắt chiu từng điểm một. Đã có lúc tỷ số ở xét đấu này là 10-10, nhưng ở những điểm số cuối cùng của trận đấu, câu lạc bộ Tứ Xuyên Trung Quốc đã là đội bản lĩnh hơn để vượt qua câu lạc bộ An Tây ở xét đấu này với tỷ số 15-10. Qua đó, giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2 để đứng hạng 3 tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup ống nhựa Hoa Sen 2018. 15-10 là số điểm trong hiệp đấu thứ 5.